Tin giáo hội tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho giáo hội Công giáo Trung Quốc. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói: Ngày 24 tháng 5 hàng năm là lễ kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, đặc biệt được tôn kính tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, gần Thượng Hải, Trung Quốc. Dịp kỷ niệm này mời gọi chúng ta hiệp ý với tất cả các tín hữu Công giáo đang sống tại Trung Quốc. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ cho họ có thể quảng đại sống đức tin trong thanh thản và biết thực hiện những cử chỉ cụ thể nói lên tình huynh đệ, hòa hợp và hòa giải trong niềm hiệp thông trọn vẹn với người kế vị Thánh Phêrô. Hỡi các môn đệ rất yêu quý của Chúa tại Trung Quốc, giáo hội Hoàng Vũ cầu nguyện với anh chị em và cho anh chị em, để dù giữa những khó khăn, anh chị em vẫn có thể tiếp tục phó thác cho Thánh ý Chúa. Mẹ Maria sẽ không bao giờ để anh chị em thiếu ơn phù trợ của mẹ và sẽ gìn giữ anh chị em trong tình thương hiền mẫu của mẹ. Được biết, ngày cầu nguyện cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập trong thư gửi các tín hữu Công giáo tại nước này năm 2007 và ấn định vào ngày 24 tháng 5 hàng năm.